Trời ơi, này nó lớn dễ sợ các bạn. Bốn con không biết sao còn có ba con à. Trời ơi, nó bự rồi các bạn. Trời ơi, nó ra lông lẹ ghê luôn. Cái này là một vài ngày nữa là bay rồi các bạn. Ủa, nay nhìn nó già. Thấy thương quá.
2. Tôm nướng muối ớt mực nước mọi cho một ngày thứ bảy đẹp trời. Bữa nay thứ bảy các bạn, bé Tiết nó đi sinh nhật bạn nó rồi để con Kiên kia nè nè. Dạ, ngồi dạ, luôn dạ. Rồi đi kệ đi, lát vô thay quần thôi. Mày ngồi mé đây nè, nó không bị nè. Bé Tiết đi bắt đầy rồi, mà mình thì mình hơi bị mệt cho nên mình ở nhà mình chơi mẹ. Nay được ăn tôm nướng. Đây là tôm nướng muối ớt kiểu Việt Nam đó các bạn. Bên này là tôm đông lạnh nha, mấy con tôm này đông lạnh chứ không phải tôm sống đâu. Nhưng mà nó tươi lắm các bạn. Cái này họ đánh bắt xong cái họ cấp đông liền. Bắt xong rồi cấp đông liền ngay lập tức. Cho nên tôm nó rất là tươi. Ừ, vừa dớt ra bỏ đông liền. Trên tàu nó có một cái hệ thống làm đông á, làm lạnh á. Tự nhiên xưa đông hay Việt Nam xuất khẩu qua. Không, bên Mỹ thiếu gì mẹ, bên Texas đánh bắt thiếu gì. Cái ông tài xế con lúc trước đó. Gia đình là có hai tàu đánh à? Bắt tôm đó. Tôm này nè. Tôm sú không? Có tàu đánh bắt tôm ngoài Texas. Như Mỹ thì tôm này thiếu gì mẹ. Tôm có nhiều loại, nhiều size nhiều loại. Mỹ nè. Nó tươi xanh luôn không? Nào chợ nhớ mua mấy cây nữa nhà hết rồi. Cái dĩa nó. Thế còn cái đống mà. Hả? Còn hơn. Thì tôi mua con dĩ bên xài không phải không? Còn hơn nửa bịch. Nửa bịch hả? Tôm là phải có cái dĩa này vậy không phải không? Không nướng được. Nó bị cong không? Bị cong, nướng cong queo. Ừ. Mấy cái món này mà lúc ở Việt Nam mỗi lần mình đi nhậu á, hầu như vô quán hay kêu cái món này. Tiền mà mắc cái mồ. Trong quán họ bán là ví dụ như bán dĩa và ba lạng. Có khi ký là nhiêu tiền. Kêu mua lạng thôi. Kêu nhiêu kêu. Ví dụ tôm này bán 400.000 ký, ví dụ vậy thì ví dụ kêu ba lạng là nhiêu tiền. Mình kêu nửa ký là nhiêu tiền vậy. Rồi tôm này ở Việt Nam thì tôm sú còn sống thì ta làm ăn với mù tạt ăn sống. Cái đầu thì nướng. Còn bên đây thì tôm nó không có sống, tôm nó, mấy con tôm này là tôm đông lạnh không à, cho nên là chỉ có nướng hoặc là nấu đồ ăn thôi chứ không có ăn sống các bạn. Thấy cái than không? Không có miếng khói. Không khói mà không bụi luôn, mới ghê. Mà nó hay ở chỗ là nó mà cháy một góc nhỏ chút xíu vậy thôi mà là nó cháy hết nguyên cục. Nó không tắt nha. Cái bậc thang này để đó được không? Hai đem đó bình thường được rồi. Hả? Được hả? Ai làm gì nó đâu. Sao mày hút thuốc nhiều khi mày quên rồi cái chết cha rồi. Cái giỏ cái bao nó ở ngoài là một cái bao, có cái bao đặc biệt nữa. Nó kín, nó dày, nó kín lắm. Chơi vài bữa nó đi làm mấy ngày nữa, mấy ngày nữa đi làm tức. Bữa nay mấy tay rồi? Nay là cuối tháng rồi. 6 tay mở cửa không? Sao tao quên hoài tao nhớ. 6 hay 8 gì? 6 hay 8 vậy? Tháng 6 không? 8, chắc 8 tháng 6. Tuần nữa, tuần sau á. Chắc thứ 2 3 tuần sau quá. Chắc nghĩ vậy á. Nếu mà nó giờ cuối tháng mà dự tính vậy thôi cũng chưa chắc chắn nữa. Tới ngày đó mới biết. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà mấy tiệm tóc không? Tiệm tóc rồi cho mở rồi thì có lẽ là neo tới cho mở luôn. Mà không đầy đài lên dịch chết hả? Còn chết không? Còn đâu có coi nữa. Chán thấy chán. Coi ba cái dịch hoài thấy mệt. Coi hoài sợ. Coi lung tung xà beng lên mệt. Dù này tôi uống tao không có pha. Pha gì? Tiếng nó pha cái chai kia ngọt ngọt. Ồ dạ. Chai đó đỏ. Cũng không, nó chát chát mới ngon. Mày không có chát ngon hơn. Pha kia ngọt khó uống.
tự nó thích uống vậy chứ. Ờ, ngọt. Mà nó uống nó buồn ngủ lắm nha, ai biết đâu, phải không? Nó uống vô cái nó đi ngủ. Ngộ thiệt. Người yếu hèn. Quất cái ngủ liền luôn. Quất liền cái đi ngủ. Giống như có thuốc ngủ trong rượu vậy các bạn. Đây nhớ xong rồi. Bà vui với nó quá trời. Cũng mất tiêu luôn. Đây các bạn. Ha ha. Chơi vô. Thôi, có hai ba con thôi, có nhiêu ăn nhiêu, có nhiêu chơi nhiêu. Ở đây sướng cái đồ ăn mình lúc nào cũng trữ luôn mẹ. Mua ăn cái lôi ra, xả. Thôi chạy đi mua cực. Thôi không dịch mẹ cũng trữ đồ ăn nữa. Cái tính tao lo xa, tao cũng trữ. Mẹ đi lo làm, xa đi làm chợ mỗi tuần vậy chứ mà cũng mua thịt heo thà để dành để đó. Ăn giờ nào cũng có. Con thấy cái đó giống như cái sở thích của mẹ vậy đó. Sở thích đó giống như mình, giống như mình không đi chợ chịu không nổi. À, đi đi chơi là một sở thích, đi shopping là một sở thích, đi nhậu là một sở thích. Còn mẹ đi chợ là một sở thích. Họ không không thích đi chơi nha. Đi du lịch, đi du lịch mà đi xuyên bang này kia là không thích đi nha. Mua không. Vé xong bỏ. Bữa mua cái vé 180. Xong bỏ. Đâu đi đâu. Mẹ. Để đi. Mua vé xong bỏ đi không đeo đâu có đi đâu. Cái mấy người trong tiệm đi không. Đi xong làm một vài năm nữa đi, làm một vài năm nữa đi rồi nghỉ hưu không làm nữa. Ở nhà rồi làm gì? Đi chơi với con, đi du lịch. Đi du lịch. Thì đi du lịch quay clip đó. À. Chỉ đi chơi thôi chứ không làm gì. Ừ, đi chơi. Từ giờ tí có thiếu thợ chứ không thôi đi chơi cũng được. Ừ. Thiếu thợ đâu có ai làm đâu, mình nó làm tội nghiệp nó. Mình đi sớm mình ra mình trông coi nó cũng đỡ cho nó. Không có nó phải đi. Chứ chứ người nhà chứ đi làm cũng giống như thợ, chia rồi y chang thợ vô. Thì công bằng chia, thôi. Chia công bằng, chia khách cũng vậy, rồi chia lương hướng gì cũng vậy chứ. Không. Công bằng song phẳng. Có người nhà coi ngó rồi cũng đỡ lắm các bạn. Ủa cái con gì mà ưu sâu phải không mày? Đó. Nè. Trời má nội, nó đứng đánh là đùng đưa thế ghê. Mày nhìn đâu hay vậy? Nó rồi đi rồi. Đánh đùng đưa, đang đây nè. Chắc là... phải, không phải thấy rồi, thấy rồi. Tao phải. Sợ nhất mà ngồi phải. Gần bông gần đồ nó lòng hồng xuống nó xuống đầu rồi chết. Phải. Luôn. Cái con mấy con. Nhất là buổi sáng nha. Buổi sáng là mẹ đi bộ mà không bao giờ mẹ đi với mấy cái tàn cây. Mày sợ sâu cái gì? Ủa, nó hay hay đeo nhện á. Nó rớt một cái con nước tao la, bể nhà, bể làng, bể cửa, bể gì? Bể đường. Tôi sợ con nó lắm. Rồi, ăn đó trước đi, tới con để xử con xử cái này. Người ta nói bệnh mỡ cholesterol là không có được ăn cái gì, cái chất gì mà có vỏ. Cái gì mà có vỏ là không được ăn. Mẹ mỡ trong máu đâu có liên quan gì đâu phải không? Chị cũng liên quan. Khác, cholesterol khác phải không? Là nó đó. Ủa là mỡ trong máu là nó luôn á hả? Ừ. Ủa vậy hả? Tự vì mình tiếng Việt mình kêu mỡ trong máu chắc. Cholesterol là tiếng Mỹ hay tiếng Anh, ai biết. Không được ăn cái gì có vỏ. Mà thấy đùi không, cái nào cũng có vỏ, có cái nào không vỏ đâu. Mà nhờ mày uống cái kia chắc mày đỡ rồi gì. Thì uống cái đó đó mày. Có người nhắn tin con kìa, nói là bây giờ mới đi đo mà mỡ máu lại hả, xuống. Hả? Mỡ máu xuống. Vậy hả? Có nghĩa là uống nhờ uống cái đó đó. Ôi uống tốt lắm luôn đó, ráng uống đi, ai bị cái đó ráng uống. Mới đi đo lại người ta nói xuống, mừng quá. Xuống đó. Uống thuốc tây không không uống cái đó cũng không bằng. Trứng ăn được rồi không mẹ? Hả? Trứng ăn được chưa mẹ? Trứng được rồi đó, chắc ăn được rồi đó. Mà muốn để cho nó sắc nữa. Đạt bị răng các bạn, bị làm răng á, nên ăn uống cũng khó lắm. Thôi thử con tôm nha. Khô quá mẹ ơi, nó chín quá phải không? Chín quá, con quên lấy ra. Ừ, nó khô quá, gỡ không ra nè. Ăn sẽ thấy gọn hơn. Có tôm ở đây nha. Cái này ăn vỏ luôn với mẹ dùng chi? Hả? Vỏ mèo mèo. Ừ.
ăn vỏ như là chắc răng cái gì không biết phải không. Thôi ba khán giả, bữa nay hai mẹ con tâm sự từ chiều, từ trưa tới giờ muốn sụp tối luôn rồi. Nói chuyện chơi với mọi người chơi. Giờ cuối tuần mà nếu mà ai rảnh thì ngồi coi bầu trời Cali, rồi lấy một hai chai bia ra ngồi coi, vừa coi mình vừa uống bia chơi cho đỡ buồn. Bye mọi người nha, hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo. See you. See you again.